Cảng Victoria là một cảng được hình thành tự nhiên, diện tích 44 km vuông, nằm giữa bán đảo Cửu Long và đảo Hồng Kông ở Hồng Kông, Trung Quốc. Cảng có mực nước sâu và lặng, cùng với vị trí chiến lược trên Biển Đông nên đã đóng vai trò quan trọng trong việc Hồng Kông trở thành thuộc địa của Anh và sau đó phát triển thành một trung tâm thương mại lớn. Nơi đây còn là một địa điểm du lịch quan trọng thu hút nhiều khách du lịch quốc tế cũng như cư dân bản địa. Những hoạt động nhất định phải làm tại bến cảng Victoria, Hồng Kông khi bạn đến thăm nơi này là khu vực giao thương giữa văn hóa phương Đông và phương Tây, nên sẽ chẳng khó để bắt gặp những góc phố bày bán nhiều đồ nhà Phật, những tiệm thảo dược người Trung Quốc ngay bên cạnh những góc phố náo nhiệt với những rạp phim Hollywood ở bến cảng Victoria, Hồng Kông. Đảm bảo những tòa cao ốc chọc trời ở các khu kinh doanh trung tâm hai bên bến cảng được trang trí bằng những đồ trang trí nhiều màu sắc theo từng dịp lễ, như hình cây thông Noel, những quả cầu ánh sáng, vân vân vào Giáng sinh, hay những cây hoa bao lì xì vào dịp Tết Nguyên đán sẽ khiến bạn vô cùng thích thú. Trải nghiệm đi tàu Hồng Kông là các tàu bằng gỗ đi qua vịnh Harbour, đi qua cảng Victoria rất tuyệt vời. Vé mua những chiếc thuyền gỗ rất là đơn giản. Hoặc chúng ta có thể ngơ ngẩn trước vẻ lãng mạn của bến cảng Victoria, Hồng Kông vào ban đêm. Cho dù ngày hay đêm thì cảng Victoria, Hồng Kông vẫn luôn nhộn nhịp và đông vui. Rất nhiều người khi đến du lịch Hồng Kông đã ví cảnh đêm ở bến cảng như thiên đường, bởi những tòa nhà chọc trời lên đèn lung linh huyền ảo như một bản giao hưởng ánh sáng. Đặc biệt vào khoảng 8 giờ tối mỗi ngày, hệ thống đèn chiếu sáng laser và chớp nháy của tất cả các tòa nhà cao tầng đồng loạt khởi động, tạo lên một bản giao hưởng ánh sáng cho du khách. Cơ hội mãn nhãn, màn trình diễn được thực hiện khoảng 15 phút, tạo lên sức hấp dẫn thu hút du khách khi ghé thăm vịnh Victoria.